Màu chi đấy? Màu A. Màu chi đấy? Màu A. Màu A. Chán nhỉ? Màu chi đấy? Màu A. Màu A. Bố hỏi này. Dạ. Nha, bố lấy 4 màu đó nha. Màu chi đây? Màu ba. Rồi, màu chi đây? Màu xanh. Rồi, màu chi đây? Màu xanh tây. Rồi, màu chi đây? Màu A. Màu. Màu vàng. Màu vàng. Ừ. Giờ bố hỏi lại, màu chi đây? Màu vàng. Rồi, màu chi đây? Màu xanh biển. Rồi, màu chi? Màu vàng. Rồi, màu chi? Màu xanh nhạt cây. Rồi, màu chi? Màu A. Màu chi đây? Màu xanh lá cây. Màu chi đây? Màu A. Màu vàng. Màu vàng. Rồi, màu chi đây? Màu xanh lá biển. Rồi, màu chi đây? Màu vàng. Rồi, màu chi đây? Màu vàng. Rồi, màu chi đây? Màu chi này? Màu A. Màu chi đây? Màu chi? Màu xanh lá biển. Rồi, nước biển. Màu chi đây? Màu A. Màu vàng. Màu vàng. Màu ép bồ, màu xanh nước biển, giống như cây như này. Cái màu đi, màu chi đây? Màu A. Màu vàng. Màu vàng. Rồi. Màu vàng. Màu vàng giống cái chi của con hả? Con đang mặc đó hả? Này, trông chưa? Giống. Giống nhau. Để bố hỏi này, dạ. Màu đi màu chi? Màu A. Số mấy? Quay lại rồi. Cắt đi bố. Kết, học sinh giỏi nhất năm. Rồi, okay. Số mấy? Số mấy đấy? Số 0. Số chi đây? Số 1. Số 1 giống cái chi này? Cái que. Cái que để làm chi? Cái que để đập công qua trong vai. Không, bố hỏi là con mà, số 1 để làm chi? Số 1 để đập. Đập ai? Đập trong phá. Đập ai không biết chữ chi? Quay đi lại. Bố hỏi số đi số mấy? Số 1. Số 1 giống cái chi? Số 1 giống cái que. Cái que để làm chi? Cái que để đập trong phá. Đập con? Không phải. Thật không? Không thật. Không thật thì bố đập con nhá. Không. Không thì con phải nhớ chứ, số 0. Không. Số 1. Số 1. Màu chi đây? Màu vàng. Rồi. Màu chi? Lại ngồi nghiêm túc không? Đi ngồi đây chứ. Màu chi đây? Màu A. Màu đi màu chi? Chuẩn. Màu chi đây? Màu xanh nhóm biển. Chuẩn. Màu chi đây? Màu vàng. Rồi. Chuẩn. Màu đi màu chi? Màu A. Màu vàng. Màu vàng. Rồi. Em bố màu vàng giống như áo em á. Chuẩn. Để xuống đây. Rồi. Bố hỏi tiếp. Màu đi màu chi? Màu. Màu chi hả? Màu A.